Thưa quý vị, ngày 19 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng tham dự. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đến các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và 56 phường của 3 quận với trên 1.500 cử tri, đại diện cho cử tri của các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tại các điểm cầu. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo kết quả nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe thông báo, đa số cử tri cho rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt kịp thời của Đảng, các quyết sách phù hợp, chủ động, giám sát có hiệu quả của Quốc hội, cùng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nước ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Cử tri đánh giá cao tại kỳ họp thứ tư, phần chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, khoa học. Các bộ trưởng trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, không né tránh và đã giải trình rõ. Các đại biểu Quốc hội nắm được tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thẳng thắn, mang tính xây dựng trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Cử tri vui mừng nhận thấy chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, làm gắn bó hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, nêu cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Các cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung của Đảng và Nhà nước và quyết tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã theo dõi đôn đốc, giải quyết sốt ráo các vụ án, vụ việc, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến một số lĩnh vực, nhiệm vụ quan trọng, kiểm soát tốt dịch COVID-19, đảm bảo thuốc, vật tư y tế, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm lo đến công tác khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn cho người dân, các giải pháp điều hành vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài khoá tốt, sớm hoàn thiện các quy định pháp luật về tiền ảo, tiền số tại Việt Nam, có giải pháp ngăn chặn tiền giả, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi sang kinh tế số, tăng cường giám sát, xử lý các dự án treo, tránh lãng phí nguồn lực và đất đai. Các cử tri cũng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng soạn thảo các dự án luật để đảm bảo mỗi luật được Quốc hội thông qua, khi thực hiện có hiệu quả cao, lâu dài, tránh tình trạng khi luật mới thi hành lại sửa đổi. Các cử tri chia sẻ, thời gian vừa qua thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri mong muốn Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và có sự vào cuộc phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, tránh tăng đồng loạt. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, cần đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho đời sống sản xuất kinh doanh, nhất là lương thực thực phẩm và xăng dầu. Với tư cách là thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết cụ thể, đề cập đến nhiều vấn đề ngắn gọn, thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cử tri đã nắm rất rõ tình hình của thủ đô và đất nước, phát biểu ý kiến đề cập trúng các vấn đề đúng với thực tiễn. Các ý kiến được ghi nhận đầy đủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri. Thông tin tới đông đảo cử tri về chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc, được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới, củng cố tin cậy chính trị, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc và thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hiện nay không chỉ có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, mà tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ đô Hà Nội phải gương mẫu đi đầu và quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xác định phòng là tốt, đừng để xảy ra rồi mới chống. Vấn đề thứ hai, các bác quan tâm vẫn tiếp tục là về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì hôm trước cũng đã báo cáo các bác, các đồng chí rồi. Bây giờ không chỉ có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tất cả các tỉnh thành trong cả nước 100% bây giờ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh rồi. Hà Nội phải lập trước đi, và Hà Nội là thủ đô gương mẫu làm đi. Chứ còn tham gia vào cái Ban Chỉ đạo này rồi mà còn đi tham nhũng là không được. Anh là sao? Tại sao tôi phải chân mình lấm bê bê,
lại cầm bó đuốc đi dê chân người thì ai ta chịu. Phải gương mẫu, phải giữ gìn, và thủ đô phải đi đầu. Và tôi biết là Hà Nội cũng đang làm rất là quyết liệt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi không quyết tâm thì đến lúc nào đó sẽ làm hư hỏng bộ máy, nguy hại chế độ. Cán bộ phải giữ phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, giữ kỷ luật, kỷ cương. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn phải làm kiên trì, làm bền bỉ, không được chủ quan và phải nhân văn, nhân đạo, nhân ái, có phương pháp đúng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành xu thế phong trào không ngừng nghỉ, là niềm tin của nhân dân, đòi hỏi của cuộc sống. Trung ương cũng đề ra chủ trương khuyến khích cán bộ có sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác bồi hoàn lại tiền của đã tham nhũng thì sẽ được miễn giảm, xử lý nhẹ hơn. Cho nên vẫn phải kiên quyết, kiên trì, lâu dài và phương pháp phải đúng. Chúng ta tiếp tục thực hiện cái công cuộc đấu tranh này không ngừng, không nghỉ đâu. Tất nhiên là không được chủ quan. Bây giờ lại có thêm cái mới hôm nay, hôm trước chưa có mà hôm nay lại có. Tức là bây giờ Trung ương để có cái chủ trương là khuyến khích anh nào mà đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại cái tiền của đi thì tôi miễn xử cho, hoặc là xử nhẹ đi, không phải là xử nặng mới là tốt. Cách trước hết tất cả là tốt. Vừa rồi là mấy đồng chí Trung ương xin thôi, tức là phạm sai lầm mà thôi ý, tự giác. Khuyến khích, hoan nghênh, cho anh nghỉ công tác, anh vừa đắp lại cái tiền mà anh đã tham ô, tham nhũng. Đấy là cái mới đấy, rất nhân văn đấy. Chứ không phải là này, bắt rồi xử lý rồi các thứ. Còn nếu anh ngoan cố, anh không chịu thì lúc anh mang ra xử. Hiện nay cũng đang làm một số vụ. Các bác cũng ủng hộ cho cái việc làm này. Và tôi nhắc lại Hà Nội là phải gương mẫu làm việc này. Phòng là tốt nhất. Đừng để xảy ra thì phải chống. Nên nói là phòng chống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn các cử tri và nhân dân đã ủng hộ, tiếp tục quan tâm, ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh của toàn đảng, toàn dân để thực hiện cho được công cuộc chống giặc nội xâm.